Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Tôi tên Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1958. Tôi có bà là chồng, năm nay cũng 75 tuổi rồi, 75-76 rồi. Cũng bị ung thư cái cổ bên cái quai hàm phải hay quai hàm trái cũng không nhớ. Ê, nhưng mà đã xạ trị nhiều lần ở bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh rồi, nhưng mà bác sĩ nói bây giờ sức khỏe thì của bà thì yếu, người ta không dám xạ trị lần nữa, cho nên là cho về nhà nằm, gọi là trong cái thời gian chờ đợi đó. Thì nhà cũng có tổ chức người mừng thọ các thứ để chuẩn bị hết rồi. Thế nhưng mà trong cái khi mà trường đá cảm xạ đó, thì bắt đầu mới gặp được thầy Kiên, gọi là cho cái tờ gọi là đi dự hội thảo của thầy Châu ở cung văn hóa thành phố. Thế thì đi mua được 4 cục đá mang về thì trường cho bà. Thì chỉ cần sau khoảng 20 ngày thì thấy người bà tự nguyên nó đang từ cái phù nề bự luôn, phù nề mà bây giờ nguyên người nó xẹp từ từ, mà cái khối u thì nó cũng đang theo cái đà xẹp xuống, mà cũng bớt chảy nước vàng. Trước kia thì chảy nước vàng rất nhiều, nhưng mà bây giờ nó sẽ bớt hẳn. Mặc dù qua đó thì đã đắp được vàng rồi, mọi thứ thuốc gọi là dân gian ai mắc gì làm đó, nhưng mà thời gian trường đá thì thấy hiệu quả rất rõ ràng. Hôm nay bà trường được gần 3 tháng rồi thì người bà khỏe mạnh, ăn được ngủ được rồi, là gọi là rất là phấn khởi, đi lại tốt. Dạ rồi, cảm ơn cô ạ. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.